Shop Loa Bẫy Chim Tuấn Lan lại gửi lời chào đến tất cả các bác là một shop đơn vị bán hàng tất cả các dòng loa bẫy chim. Thì hôm nay em lại xin giới thiệu cho các bác một cái dòng loa WS các bác nhé. WS 898 phiên bản 2019 các bác nhé. Hàng mới về rất là nhiều. Thì để đầu tiên em cũng xin giới thiệu luôn về cái phương thức mua bán. Để mua bán thành công thì các bác điện trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop. Shop nhận ship hàng, gửi hàng toàn quốc, gửi qua ngành bưu điện. Các bác được quyền lợi được kiểm tra thử loa rồi mới phải thanh toán cho nhân viên bưu điện. Các bác liên hệ trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop các bác nhé. Có Zalo, Facebook, các bác nhắn trực tiếp vào, em sẽ gửi hình, gửi địa chỉ hay tư vấn cho các bác luôn. Em sẽ gửi toàn quốc các bác nhé. Thì quay lại sản phẩm đây, các bác có thể nhìn kỹ cái video này. Các bác nếu các bác nào xem biết rồi thì có thể giới thiệu cho các bạn bè anh em. Thế còn các bác nào chưa biết thì có thể văn nghệ giải trí thì cũng nên mua một cái chiếc loa này. Thì để đi chơi thì phụ kiện đi gồm có các bác nhá. Đây em khám phá cho các bác một cái loa phiên bản mới này. Một cái túi dàn di, màu dàn di, một cái túi đựng loa các bác nhá. Đây là thân loa này. Đây là thân loa. Và phụ kiện đi gồm có là một cái mic nói này. Đấy. Và một tờ hướng dẫn bằng tiếng Trung. Cái này thì anh em mình không cần sử dụng, không cần dùng tới. Và tiếp tục là một cái đầu mót này. Đây, các bác nhé. Điều khiển từ xa. Đây, pin. Thì các bác cái này dùng pin tiểu các bác nhé. Đây. Thì các bác lắp vào đây. Lắp vào đây thì các bác bên rìa này các bác ấn xuống là kêu các bác nhé. Ấn vào đây là nó báo bóng màu xanh, là có nghĩa là sử dụng được. Chuyển bài, tiến bài, lùi bài đây các bác nhé. Đây, tiến bài, tạm dừng, lùi bài. Vôn cộng là to, vôn trừ là nhỏ. C là đây là cái viên vôn C là lặp lại một bài. Rất dễ sử dụng các bác nhé. Đây là cái sạc của loa. Đây, sạc của loa. Đây sạc của loa. Và đây cái túi dây đeo, có thế thôi. Thì đây em cũng thử luôn để các bác xem cái loa này, chất lượng. Pin thì dùng khoảng từ 6 đến 8 tiếng các bác nhé. Đây. Nó có hai nút thì bật lên. Đấy, bật lên thì các bác ấn vào nút giữa này là kêu. Đấy. Rất to các bác nhé. Cái loa này kêu rất là to. Thì thẻ nhớ thì cũng phải nói luôn là các bác là thẻ bên em bán riêng các bác nhá. Đây luôn này thì bát mới chép. Đây USB các bác cắm vào đây. Bên em cũng cung cấp cả cái đầu Bluetooth luôn. Các bác mua thì liên hệ trực tiếp bên em. Màu dàn di các bác. Đằng sau nó in hẳn 2018 luôn để các bác cập nhật được, dễ sử dụng. Hàng mới về rất là nhiều. Các bác điện đến trực tiếp em sẽ báo giá cho cụ thể. Giá nó chỉ hơn 400.000 đồng thôi. Giá rất là rẻ. Nên là các bác nào mua thì cứ liên hệ trực tiếp bên em. Đây thẻ nhớ thì các bác mua thì em bán thêm riêng. Thế còn loa nó chỉ có thế này thôi các bác nhé. Nhiều bác là nhà là có thẻ nhớ rồi nên không cần mua thẻ nhớ nữa. Thế các bác nào mà chưa có thì có thể điện thì bên em sẽ bán cung cấp cái thẻ nhớ này cho các bác. Giá rất hợp lý. Chỉ có hơn 400.000 đồng thôi các bác nhé. Nên các bác để chi tiết sản phẩm về lên, vì loa này thì em không công khai giá. Vì giá thì thời điểm này nó lên xuống. Nên là nó không theo một cái giá chung nào cả. Nên các bác mua thì cứ điện thoại trực tiếp, em sẽ gửi hàng cho tận nhà các bác. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.